lấy cái lỗi ra luôn á, cái này nguy hiểm lắm á, đứt tay. Chồng Trang nói để chồng Trang làm. Ok lên. Dạ bây giờ lấy cái đồ đựng. Cảm ơn. Xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh của Trang. Thì hôm nay gia đình Trang làm vườn. Bữa hổm á ăn dời ba cái đồ trồng rau Trang ở kia, rau về kia, nhưng mà không có nắng gì hết. Đúng rồi, chị trên bình luận nói là không có nắng hết gì hết. Hôm nay Trang dời đã ra đây cho nó có nắng hơn mà nó đỡ hơn đằng kia. Bây giờ cả nhà Trang bắt đầu tiến hành dời chuẩn bị lại cái khu vườn để trồng ít rau anh đang cho đi kho ở qua gì. This one? Mấy cái tay nắm quá trời lớn. Đi vô Trang lấy bao tay đi. Giờ vô trong bên trong hôm nay cũng hơi lâu rồi, Trang thấy hơi thất bại mà Trang không có dám kêu chồng Trang khiêng ra. Rồi Trang nay Trang nói chồng Trang khi nào rảnh thì khiêng. Chồng Trang nói Trang là bà chủ, biểu là chồng Trang với bé Rum làm hả, bất cứ lúc nào. Trời ơi, Trang đâu có dám, Trang là vợ, Trang không có dám vậy đâu. Chồng Trang kêu Trang vậy đó, cứ muốn chuyển đi đâu thì muốn giờ nào là nói là chồng làm liền, chứ không có cần để cuối tuần hay là hỏi chồng khi nào chồng làm được thì làm giùm. Chồng Trang biểu Trang vậy đó. Nhưng mà thiệt ra là Trang cũng dám đâu, thì Trang mới xin chồng khi nào chồng rảnh thì chồng làm giùm Trang, thì Trang cảm ơn chứ không có dám làm bà chủ chỉ đạo lệnh chồng đâu. Chồng Trang cũng nói vui vậy đó, mà cũng nói thiệt luôn mà Trang không có dám. Chồng Trang hỏi mấy cái chậu nhỏ đó là giải quyết làm sao để trong đó ha, đem ra ngoài. Trang nói thôi đem hết ra ngoài luôn, chứ để trong đó làm gì, để chung một khu thôi. Rồi còn ba cái củi hổm trong cái kẹt đó dời ra ngoài chỗ cái hồ bơi, bây giờ không biết là có đem dẹp trở vô không nữa. Để Trang hỏi ý kiến chồng với bé Rum coi có dẹp đống củi trở vô trong kẹt không. Thì thôi, như sai lầm của Trang, nhưng mà cũng để tập thể dục luôn. Có chuyện tập thể dục cho nó có sức khỏe cho chồng Trang. Chồng Trang rất là cần tập thể dục. Rồi sau thời gian bàn bạc cuối cùng là hai chồng với bé Rum khiêng xong ra ngoài đây rồi cả nhà, cho nó có ánh nắng một chút thì nó đỡ hơn ngoài kia, nhưng mà nó không có tối quá như trong đây. Không thử làm sao biết, nên chồng Trang cũng hay nói cái gì cũng phải thử là mình mới thấy nó làm sao rồi mình sửa chữa. Dạ bây giờ Trang nhờ chồng Trang với bé Rum khiêng đất rồi cho Trang để Trang trộn ba cái đất mới, đất hồi năm rồi nó tệ quá. Ê Trang. Ê Rum chào ông bà cô chú đi con. Ông bà cô chú anh chị các bạn. Rum giỏi lắm. Ê vô học bài tiếp đi. Bữa nay không phải cuối tuần. Trang tiếp cái đất ra cải tạo thành đất mới. Chồng Trang kìa. Đang đi. Đang đi chơi. Kêu biết thôi nè. Chồng Trang đang rải thuốc diệt mấy con kiến, con trùng á, rải đó cho nó chết. Kiến cắn quá trời, nãy cắn Trang nóng ruột. Lấy bớt ba cái đất cũ ra, đang trộn thêm cái đất mới, rồi cho chút phân, chồng đang cho Trang được phân ra, làm cho nó tươi tốt chút. Chồng đang bắt mang bao tay gì lắm, Trang có cái cục bồ cào nè cả nhà, cào cho đất năm rồi nó phơi xốp lên, nó dẻ khắc nó nhắc là nó tốt. Chồng Trang đang lấy đất ở những cái chỗ gù cao lên đắp vô những cái chỗ thấp cả nhà cho nó bằng. Đất ở bên đây mắc lắm, đất bình thường là cũng 5-7 đồng một bịch. Hổm Trang với Rum với chồng Trang đi mua ở lô 10
mười mấy đồng ta, 18 đồng. Bây giờ Trang lấy bớt cái đất cũ ra rồi Trang đổ mỗi cái chậu vô một chút đất mới này. Chồng Trang cho Trang bịch phân này nè, kêu để vô thì cho nó tốt. Rồi, dời ra được như vậy nè, cả nhà. Bây giờ Trang tưới lên chút xíu. Hai cha con đi vô hết rồi. Nay hai cha con bận biệu, phụ Trang chút xíu rồi Trang tự xử. Rồi cuối cùng là Trang được cái chậu rau này nè, cây chanh chắc chết rồi. Đây là cái chậu Trang mới làm cái khung mới nè. Trang đem của anh Trang về được nhiêu đây. Bên đây nữa xăm đất, rau muống, rồi bạc hà với lại cây bồ ngót hổm Trang mua. Rồi mốt Trang qua anh Trang xin nữa. Thì nói chung Trang cũng không ăn uống gì nhiều, trồng cho vui thôi à. Thì Trang cũng không có biết cách trồng lắm. Hồi nhỏ thì làm ruộng thì xay bột chứ còn không có làm vườn. Nên bây giờ xin thì trồng bậy bạ chút đỉnh thì, bữa nay chưa được nhiều. Để hôm nào qua anh Trang xin nữa, có nhiều loại nữa. Rồi Trang dâm cho hết na đầy ba cái khung này. Còn cái vàng bầu bí ngoài kia thì chưa có ươm lên nữa. Để ngày mai tiếp tục ươm giống bầu bí rồi coi lên được cái gì không. Ăn cho nó vui, trồng cho nó vui. Bà con cô bác thấy bên Mỹ trồng trọt với Trang ha. Bây giờ thôi Trang đi vô trong coi chồng Trang với bé Râm ăn uống là sao. Khoan nữa đây, Trang quay vòng vòng ở sau cho ông bà cô chú mới xem luôn. Đây hồ bơi nhà Trang với ở sau các nhà sau của người ta có nhiều cái cây rất là đẹp. Bắt đầu mùa hè tới rồi nó mọc xanh mà. Giờ Trang lên Trang thăm con chim ở trên mái nhà cái. Không biết nó còn ở trên đây là đi rồi nữa. Rồi chắc nó con nó lớn nó bay đi rồi. Ông bà cô chú ơi, anh chị ơi, bay đi mất tiêu rồi. Hôm nay sao Trang không thấy nó tập chim con bay gì hết trơn à. Rồi đủ lông đủ cánh bay đi rồi cả nhà ơi. Thôi bây giờ Trang chạy vô bên trong cái. Trang có trái khớm nè cả nhà. Xin chào các bạn hả đi. Xin chào các bạn. Trái khóm đang mua nè, thì có cái đồ này nè cả nhà, đang mua ở Timu để mà nó lấy cái lỗi ra luôn á, mà Trang cứng lắm, cái này nguy hiểm lắm mà đứt tay, còn Trang nói để chồng Trang làm. À, ok Trang. Chồng nói không chưa để làm. Ok Trang, dạ. Xong rồi. Ok, so we don't need the top. Yeah. Không cần phần ở trên, cắt ra. Now you stay back. Okay. Stay back, okay. I'm gonna cut the top off if I can, okay? Yes. Oh, a lot. Cắt nhiều quá hao cả nhà. Như thế ăn được. You can eat that part. Như thế ăn được. Good for you. Make your teeth strong. Okay, is this big enough? Yeah, it's about yes. Right. Look at that, good size. Đó, okay. Để vô cả nhà. Yeah. Yeah. About in the center. Mm-hmm. Push it down in there. Đè xuống. Bắt đầu dặn. And turn. Dặn, nó sấn xuống. Where we buy this, Timu? Yeah. Yeah. Mua ở Timu cả nhà. Mà cái lưỡi nó bén lắm, nguy hiểm lắm. Don't cut my finger. Không có cắt vô tay. Yeah. Straight down. Mm-hmm. All the way down. Very easy. 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 Yeah. Tại cái lưỡi bén quá, ông chồng Trang kêu để chồng Trang làm. Very easy. Pineapple. Is it pineapple? Pineapple. No! Yeah. In Vietnamese. Không. How do you say pineapple? Pineapple. Come. Okay, you say that. Okay. Come. Come. Yeah. Pineapple. Come. Come. How do you say pineapple come here? Come here? No. Pineapple come here. Try come. Am I done? Am not I yet. No? Oh my god. Never done. I think maybe you cut the bottom? Yeah. I don't think I do.
Before I do. It now hit the bottom right now. See, now it won't go anymore, and the juice come out because I hit the bottom. So now I know I'm done. Now I just got to get it all to come out without making big, big mess. Let's see. Easy. There we go. Here we go. Look. Slow. Kéo ra, cả nhà. Slow. Oh. And now we have a pineapple cake. And we have a pineapple stem. And now you can take all the juices right there. Oh, some come up. Cái lỗi nó ở đây nè cả nhà. That's cái lỗi nằm trong đây nè. Đó. Bữa hổm ăn nhà hàng chồng Trang nói cứng nhắc là cái lỗi này nè. Before yeah. you eat retro on yeah, ship. Yeah, on ship, I can't eat the core, yeah. So yeah, I don't want that. Very I want good. This. Wow. Just the pineapple. Good. And a hat for baby. No? Hat. Very pretty hat. Dạ bây giờ lấy cái đồ đựng. Cảm ơn. Lấy cái đồ đựng. Now, how do we get it off of here? Yeah. I forget. How's it come off? Just eat? Then you have me. You're too short. No, you're not too short. You're just perfect. You are perfect. Cái này cao quá lấy không tới. Chồng Trang nói Trang quá lùn mà không có quá lùn nha. Yeah. How do we get this off in there? Yeah. If you need to cut. Yeah. Okay, careful. Giờ cắt làm đôi cả nhà. Cut down one side. Chắc làm đôi thì. Well, that was easy. Bỏ ra. Cut the other side. Yeah. That's all gonna fall off. Come here. Yeah. And then, voila. Voila. Xong rồi cả nhà. Đó thì vậy đó. Mày lấy cái nĩa. Lấy cái nĩa này. Lấy nĩa này. Oh my god. Đứt tay. Cái nĩa sáng lên là cái miếng gì nè cả nhà. What's the white? Ủa sao nó trắng trắng kỳ ta? I don't know. Chắc nó bị hư gì quá. I don't remember pineapple being white. Có miếng gì trắng trắng không bỏ. Oh good. More. Oh my god, good for honey. Good for baby. Chồng phải ăn trái cây nhiều lên. Cái này là dâu này đó nha, đang chia làm hai hộp. Một hộp thì để cho chồng Trang ăn. Rồi hộp này chồng Trang thích ăn nguyên vậy, ăn nguyên trái, cái hộp này nguyên trái. Còn hộp này Trang cắt ra rồi để chồng Trang với bé Rơm ăn cho nó ăn liền, tại nó mau hư lắm. Thì chồng Trang không thích cắt lắm, nhưng mà lỡ cắt rồi ăn đi. Good for you. Deep long time with me, qua tết rồi. 120 tuổi luôn cả nhà. Pineapple, strawberry, and baby. Yeah, and baby. Cơm với dầu với vợ là sống 120 tuổi, đi ghê không? Dạ, cố gắng lên, cố gắng ăn rau cải. Ủa, ăn trái cây, không biết ăn rau cải cả nhà ơi. Ăn trái cây chút đỉnh, mấy cái loại này thì ăn được. Pineapple good. Yeah. Strawberry good. Yeah. Baby good. Yeah. Cơm dầu với vợ tốt hết. Yeah. Băng. Rồi bye. Yeah. Rồi. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại sau. Ok. Thuộc bài. Dạ. Chồng Trang ăn chút xíu trái cây vậy rồi xong rồi lấy cái miếng này nè.
cuộn miếng thịt nguội chạy đi rồi, chạy tưng tưng như con nít vậy không mà cô chú anh chị các bạn. Nói chung là chồng Trang cũng có đọc trên bình luận á, thì cả nhà cũng khuyên chồng Trang đừng ăn này nên ăn kia, nhưng mà chồng Trang nói không có được, quen rồi không có thay đổi được, ăn quay bị đầy hoài giờ không chịu quay ăn nữa, mà ăn cũng rất là nhanh như con nít vừng chạy rồi không cho đừng quay. Thì nói chung là Trang cũng cảm ơn cả nhà đã đồng hành cùng gia đình nhỏ của Trang ngày hôm nay, các hoạt động hàng ngày trồng rau vui chơi, thì Trang cảm ơn và chúc sức khỏe tất cả ông bà cô chú anh chị và các bạn nhiều niềm vui, hạnh phúc, sức khỏe, bình an. Thì gia đình nhỏ của Trang xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video sau nhé. Bye bye.